strawberry nè cả nhà đó. Strawberry nha. Bên đây là cái cây rất là tươi nha. Strawberry. Strawberry nè cả nhà đó. Strawberry nha. Bên đây là blackberry. Ở bên đó nó bông hoa. Này bán dưa hấu ở ngoài trời, ở bên Mỹ ở ngoài trời người ta bán vậy đó cả nhà. Giờ lấy thêm hộp nữa, ba hộp strawberry. 3 hộp strawberry 5 đồng. Thấy rẻ không mọi người? Ở Việt Nam mắc quá đó. 3 hộp trái dâu, 3 hộp strawberry 5 đồng. Đây người ta bán ở ngoài trời á, rất là dễ thương. Đây là táo. Đặc biệt là cam. Cam là cái trái này rất là ngon cả nhà nha. Xin là rất là thích ăn luôn đó. Tươi không? Trái cam khổng lồ. Cam này, cái cam này, cái cam này. Đây, bán cam. Bán hoa, bán hoa nữa. bán hoa nữa. Yeah, very beautiful. Beautiful, yeah, đẹp quá cả nhà ơi. Đó, bên đây mùa hè người ta bán hoa ngoài trời vậy đó cả nhà. Rất vui. Yeah. Đó, bán hoa ngoài trời rất là đẹp. Nhưng mình mua về đó cho người ta trồng ở nhà cả nhà. Đó, đẹp hay đẹp hay đẹp ha. Quá đẹp quá đẹp. Còn phía trong đó là người ta bán cái cây. Ok, xin bạn say hi. Hi, xin bạn giỏi lắm dễ thương. Còn có bán mấy cái kiển nữa nè. Hả, 20 đô nè. Lấy nó đi. Cái này. Tôi có thể cài lại cho nó móc. Ok. Đây, bên đây bán hoa, còn bên đây là bán trái cây. Có cái bên đây là bán trái cây. Có nho, có trái cây đủ thứ hết trơn cả nhà. Đó là chỗ tính tiền. Steven, hi Steven. Hi. Có bán mấy cái trái bí nữa nè. Bên đây có bán cái gì đây? Hả, cái gì Steven? Nó bông hoa. Đó, bên đây bán bông hoa, bên kia là bán mấy cái bắp. More flower, đúng rồi. Con mắt ngứa mày thấy bông cũng vẫn quay, con mắt ngứa muốn chết luôn. Đó, ngoài này thì họ trưng cái bông kiển để người ta bán cho người ta về trồng đó cả nhà. Đó, bên Mỹ người ta bán ngoài trời, cái chợ ngoài trời này nó bán trái cây rất là tốt nha. Hi Steven. Yeah. Yeah. Có ảnh anh trèo vô đó, anh chui vô đó. Bắp nè. Đó, để quay qua đó cho mọi người coi nha. Steven anh chui vô đây. Steven, what are you doing in there? Hả, con làm gì trong đó? Xe hai đi ra, anh súng răng rồi, đi ra con. Ra, đi ra đi. Xong rồi. Đẹp quá cả nhà ơi. Hãy nó quay cho mọi người xem nha. Chợ bên Mỹ mà nó bán ngoài trời á. Đẹp không? Đẹp chưa? Mỹ là mùa hè người ta bán hoa ngoài trời giống như Việt Nam mình là chợ Tết vậy đó cả nhà. Nó bán cho mọi người đem về trồng á. Tại nhà ở Mỹ rất là đất rất là rộng. Cho nên nhà ai cũng có trồng bông cụng hóa này là ớt. Wow. So pretty, pretty. Đẹp quá cả nhà ơi. Đó nha. Hy vọng bên kia cho cả nhà coi nha. Đây là ngoài trời, ngoài đường ở Mỹ đó. Bên kia là cái chỗ rửa xe. Bên đó là chỗ rửa xe. Bên đây chỗ pizza. Đây là bán ngoài trời mà cả nhà. Đó. Nè. Nhìn đẹp không? Đẹp nha. Ok. 30 đồng. Oh my god, cái chuối bắt bạch okay. Kê quay vòng chứ. Quay vòng cho cả nhà coi. Đẹp quá. Bên kia là bán cái cây, phía trong bán cái cây, ngoài bán bông với hoa. Ở bên đây mùa hè là người ta có bán theo cái dọc đường người ta có bán mấy cái chỗ mà người ta bán cái trái cây á cả nhà, trái cây rất là tươi luôn ha. Mấy tuần trước thì Hana đi với Steven rồi mà còn lần này quay phim xong mà về nó không có cái tiếng á, bị mất cái tiếng, cho nên bây giờ Hana lòng tiếng với cả nhà nha. Dắt Steven đi nè, đi vòng vòng. Thường mình mua trái cây ở bên ngoài nè thì nó sẽ rẻ hơn ở trong chợ rất là nhiều nha các bạn nha, mà nó lại nó vừa rẻ mà nó lại vừa tươi nữa. Rẻ lắm, rất là rẻ luôn ha. Bán dưa hấu nè, rồi thì thơm nè, rồi mấy tuần trước thì Hana với Steven đi là họ bán ngoài này hoa kiển rất là nhiều, nhưng mà hôm nay người ta bán gần hết rồi, tại vì chuẩn bị đầu mùa hè đó là người ta bán để cho người ta ở bên này người ta mua về người ta trồng á cả nhà. Khi mà mùa đông á là nó chết, mùa đông chết mùa hè người ta trồng lại đó, người ta bán dưa hấu nè, nó có rất là nhiều dưa hấu ở bên đây, dưa hấu cái trái to đùng vậy đó, rồi có loại nhỏ đó nha, có nói chung là có rất là nhiều loại. Ở bên kia đường là cái tiệm bánh pizza. Đó, người ta bán rất là nhiều hoa kiển, nhiều lắm, mấy tuần trước nhiều lắm, bây giờ là gần giữa mùa hè rồi, người ta đã trồng hết trơn, người ta mua về người ta trồng hết rồi cả nhà. Đầu video là Hana có quay cho mọi người xem đó, rất là nhiều hoa luôn. Đó, bên này mình đi vòng đi cái con đường này, là trên con đường Hana đi lên tiệm làm á, thì có bán dọc đường vậy nè, thì mình muốn ăn trái cây là mua hoa về trồng là có nè cả nhà.
đủ loại hoa hết trơn ở bên này, tại vì mùa đông lạnh quá cho nên là mùa hè là ta bắt đầu trồng lại, cái mùa gần tới vô mùa đông cái là nó chết là hết trơn cả nhà ơi. Đó, bên Mỹ là như vậy đó. À, với lại tùy tiểu bang nha, tùy tiểu bang hay nào ở thì 6 tháng nóng và 6 tháng lạnh á. Rồi mình muốn muốn ăn trái cây gì thì vô đây lựa. Nó ai nào thích nhất là cherry nè, mùa này cherry, strawberry nè. Cái này là sen đá nè cả nhà. Sen đá bên đây bán rất đẹp luôn ha. Ở đây là xứ lạnh cho nên trồng sen đá rất là dễ. Đó, rồi ở bên đây đặc biệt là trái này trái gì trời, trái này chưa từng ăn luôn á. Trái gì vậy? Không biết kiểu trái gì luôn. Nhưng mà ở đây là cái trái cam màu vàng rất là ngon nha cả nhà nha. Đó, ở đây thì hay là có thích cái trái cái này kêu là dưa dưa gì ta, giống giống dưa gan á, dưa dưa gì không phải dưa rế nha, cái này ở trong nó có màu màu màu, màu vàng vàng màu xanh co đều có. Hay là cũng thích ăn trái đó, nó cũng rất là ngon, ở Việt Nam có hay là thấy có rất là nhiều. Bên đây đặc biệt là mấy trái cam bên đây rất là ngon. Rồi hay là đi qua cái quầy mà cherry ha. Đó, hay là mê nhất là cái trái cherry nha. Đó, hay là mùa này là hay là ăn ngày nào cũng ăn một hộp một bịch hết trơn cả nhà. Rồi để hay là đi vô ngày mai hay là đi vô qua mạc hay là quay cho mọi người xem. Trời ơi, cherry nhìn mê lắm. Rồi đó, mùa này là mùa cherry mà. Đó, nhìn nhìn trái nào trái nấy ngon lắm nha. Hôm nay là không được to, có nhiều trái rất là to luôn, nho này, dưa hấu nè đó. Nhưng mà Hana lại thích ăn cherry, nhưng mà con gái Hana nó không thích ăn, lâu lâu nó ăn ít thôi. Steven là không ăn luôn á, lấy bịch cherry lấy bịch nho đó. Nho nho là bên đây ôi cả chục loại luôn á cả nhà ơi. Nếu mà nói nho ha, ở trong đây dữ lắm, để bữa nào Hana đi cái chợ kia kìa, nó bán đủ loại hết trơn á cả nhà. Đó, rất là ngon luôn ha. Rồi Steven anh thích đẩy cái xe vậy đó, cài nó cho nó đẩy nó chơi với cả nhà chứ cái xe đó mà đừng cái gì. Rồi mình đi vòng vòng mình thích loại nào thì mình đi vòng vòng mình lựa nha cả nhà nha. Ở bên đây có trái cam rất là ngon, trái cam bên này rất là ngon nha. Không, ở Việt Nam cũng có nhưng mà mắc quá, 100.000 một ký, 100.000 ký mà một trái như có 2 ký à. Một ký có 2 trái nó lộn, lẹo lưỡi một ký như 2 3 trái, hình như là 3 trái là dữ lắm mà. Nó nặng lắm cả nhà, nhưng mà bên đây rất là rẻ. Ở bên đây thì có hình như là một 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 trái gì 99 cent, còn nếu không thì người ta cân nó thì là người ta cân pound thì có mấy đồng. Đây là sen đá nè cả nhà ha, sen đá rất là đẹp nha. Bên đây tại vì xứ lạnh đó, bên đây có trồng có rất là nhiều loại trái cây. Thường thì sáng chủ nhật đi làm thì ghé chỗ này mình mua trái cây mình ăn. Ở bên đây trái cây thì nói chung là cherry với lại dâu rồi rẻ lắm cả nhà ơi. Mà ở Việt Nam thì trái dâu với lại cherry rất là mắc ha. Nhưng mà ở Việt Nam được có là măng cụt nè, nó táo nè, táo bên này rất là rẻ luôn. Việt Nam có măng cụt nè, bonbon bon Thái nè, sầu riêng nè. Bên đây thì ăn mấy món đó thì lại đắt tiền. Còn bên đây thì cherry, strawberry, apple này rất là rẻ luôn. Đủ loại đủ màu cả nhà thấy không? Có màu xanh nè, màu đỏ nè, màu màu hồng hồng có nè. Nhiều lắm, nhiều loại lắm. Apple rất là rẻ luôn. Mùa này là mùa apple. Bữa nào đi vừa vườn táo quay cho mọi người xem nha. Rồi đi qua tới cái quầy strawberry. Đó, gặp cái hai vợ chồng của cái ông khách. Ông tới tiệm. Có trái trái gì, trái này kêu là trái 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 đào cả nhà. Trái đào đúng rồi. Có trái đào nữa đó. Rất là thơm luôn á. Đúng rồi, trái đào. Bên đây có rất là nhiều loại nha, đào cũng có nhiều loại lắm đó. Thôi tạm biệt cả nhà nha, bye bye.